Em không phải là hỏi anh điều đó. Em định hỏi tại sao lại xa em. Nói đi. Chưa đâu biết rằng đời lắm nhiều con sóng phù phàng, cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Không bao giờ, không bao giờ. Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Đúng, chính là cái cớ của anh thôi. Tại sao sao em rộn lòng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi. Thanh xuân đã qua, đã có được gì là sự đau khổ. Đứng quay trên mi, ngày anh rời xa em tim mình đau thất vọng. Mình đến với nhau bằng cả sự chân thành, bản thân mình rất giận. Ta gặp nhau giữa dòng đã tất bật. Sau này khi anh cuối cùng cũng đã học được cách yêu thương, những điều hạnh phúc nhất là những điều bình thường. Tiếc rằng em đã biến mất giữa biển người mênh mông, còn anh mãi là con thuyền nhỏ lạc mắt phương hướng trên sông. Sau này không màng nước mắt, anh cuối cùng cũng đã hiểu được có những người khi đã là giả sẽ chẳng mãi bao giờ tìm lại được tình yêu như lúc trước. Tình yêu khi ấy vì sao lại giản đơn đến vậy? Bỡ ngỡ hạnh phúc rồi vụt tắt mây hay. Vì sao chúng ta còn trẻ dại? Cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất. Có những người dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi một người, dù biết là chẳng thể có được một kết cục đẹp. Vì một lý do nào đó khó nói làm cho tình cảm này đạt nước. Thì xin một lần cho mình nói ra hết nỗi lòng này. Đó là cách công chức cho con tim này nở căng nước. Biết đâu có một ngày hơi đó vô tình thấy được. Biết đâu có một ngày tình cảm sẽ thôi chẳng còn vô vơ.